Mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của mấy anh em. Thì ngày hôm nay là anh em mình quyết tâm quay lại để mà coi là theo dõi cái xào nguyệt của cái bà Yên, hai chị em bà Yên này. Đó, hình như là... Ê anh em. Cái gì? Đâu đâu, cái gì? Hình như là hai bán ngồi đó kìa. Thấy không? Đúng rồi. Để chăng cái vị trí mà ngày hôm qua mình cứu con bé nè. Sao có ba người vậy? Sao có thêm người nữa? Đâu đâu, phải không? Có kìa. Con bé ngồi cặp bên kia kìa. Ê bà đang điện thoại nói gì á? Bà đang điện thoại nói gì á? Thấy không? Sao em không biết đâu? Đó, con bé đâu đó thấy chưa? Thấy rồi. Nè đó nè. Sao nguyệt quá bả. Đúng rồi. Đúng hai bả luôn rồi. Bà Yên. Bà Yên với em bả. Ôi bà làm gì kìa, bà làm gì kìa? Kìa. Ủa sao bữa nay có con bé nào nữa vậy trời? Trời chắc kiếm thêm quá. Gì đó đó. Này, nguy hiểm quá anh em ơi. Giờ sao giờ? Gọi liền đi. Điện thoại hả? Để lên đi, gọi liền. Alo. Gửi vị trí cho mình anh em tới đâu rồi? Sắp tới hả? Lẹ lẹ đi, phát hiện được đối tượng rồi. Lẹ lên nha. Lẹ. Còn sống rồi. Tới giờ nè. Sao? Bây giờ anh em sao? Ập vô luôn. Rồi bả có đàn em ba không? Coi mấy chỗ khác có đàn em ba không? Coi mình coi dần có mấy đàn em không nha. Đây là cái khu vực mà biên giới nha quý vị. Đây ngày hôm qua là cái khu vực này là anh em mình giải cứu con bé Lan nè. Kìa, thấy bà cầm điện thoại hình như bà cậu trai nữa kìa. Đây, đây là con bé mới nữa nè. Bé mới. Tại bé là mình giải cứu rồi, bây giờ thêm có bé mới rồi. Anh em núp xuống nha. Để cho bà thấy nha. Núp đây nè. Để cho mấy bà phát hiện nha. Trời có chiếc xe kìa, chiếc xe bên kia. Chiếc xe kìa. Ủa chiếc xe gần bên đây rồi, sao chạy qua đường này ta? Trời ơi. Chết rồi em ơi. Tình hình căng quá. Bây giờ phải luôn. Bây giờ anh em mình tính sao? Bây giờ ập luôn đi. Bây giờ ập vô nữa rồi bà chạy rồi thoát rồi sao? Anh em mình làm sao loại bà có đàn em là chết luôn á. Coi kiểm tra là đàng hoàng đi. Bây giờ mình có đàn em không? Mấy cô chú trên cộng đồng mạng nói là bây giờ anh em mình là đi phải thủ đồ nghề rồi kêu thêm người nữa mới được. Bây giờ đợi anh em lên đi. Mấy bà này đứng đây làm gì trời? Đứa bé đó là đứa bé đó. Chắc là bả bắt thêm nữa hay sao đúng không? Nghe con bé Lan nó kể là bả còn dẫn thêm nhiều người nữa mà. Ôi bả gọi cho ai kìa em ơi. Gọi cho ai? Chết rồi. Giờ sao ném? Vô đây là căng lắm à. Ok. Nè mẹ đây là cái bà ngồi là bà mà bà Yên là quý vị. Còn cái bà kia là bà em nè. Bà gì? Cái bà mà đội khăn đang ngồi đó. Đúng rồi. Bà đó là bà Yên. Còn bà đứng là bà em hả? Đúng rồi. Mà sao có trong đây có thêm bé áo đen nữa? Hay là bà bắt cóc đó. Bắt cóc thêm hay gì nè? Trời ơi trời. Bây giờ anh em mình là quá trời rồi. Có đàn em bà không? Bây giờ mình ập vào luôn đi chứ mình ngồi đây hoài sao được. Khoan đấy là... để bà điện mà đàn em bà tới rồi. Đấy là đánh gọi tới đâu rồi? Gọi liền. Alo. Tới đâu rồi? Gì hả? Giờ đang chạy tới hả? Lẹ lẹ lên đi. Trời ơi nói nhỏ thôi chứ nói. Trời ơi nói nhỏ không nghe đang chạy xe. Lẹ lẹ lên nha. Lẹ lẹ còn mấy anh em tôi ập vô à. Giờ để lâu cái đối tượng ta chạy thoát sao được. Lẹ lên nha. Ok. Lẹ lẹ lên. Trời ơi xong rồi. Bây giờ anh em mình ập vô sao? Giờ vô luôn đi. Dạ. Cản chân bả lại đi. Bây giờ kìa. Bả đi đâu mất đi một bà rồi nè. Ê. Bả đi đâu rồi? Xong làm sao? Bây giờ ập vô luôn làm gì? Chết rồi. Bả gọi điện cho ai rồi? Bà. Anh em núp kỹ vô nha, bà nhìn bỏ. Bà chạy đó. Chết rồi. Kìa. Cái này là mình quay từ xa một chút. Bây giờ sao ta? Phóng tới 6x luôn. Hôm qua nay anh em mình cũng đã theo dõi bà rất là nhiều rồi đó quý vị. Bà di chuyển từ hết cái khách sạn này tới khách sạn khác luôn. Bữa nay bà đi ra ngay trong cái chỗ cũ ngày hôm qua nữa nè quý vị. Bà nghĩ là anh em mình là chia sẻ lên thì bà sợ bà hay sao á. Ừ. Rồi còn hôm nay có... Bây giờ anh em mình ập vào luôn đi. Bây giờ ập không? Đi.
bên kia bên bờ bên đó là bên biên giới đó quý vị. Bên đó là biên giới mà bả mà thoát xuống sông một cái là chết luôn nha anh em. Bây giờ mình anh em mình ngồi xuống đây. Ừ. Anh em mình bàn tính một cái đi. Rồi. Bây giờ làm sao tóm gọn hai bà đó thôi. Bây giờ là ba anh em mình phải cản trở lại. Bây giờ nếu mà con bé đó là thật sự là bả mới con tin bả mới bắt á. Là anh em mình hai anh em mình bây giờ hai thằng cản lại một hai bà đó. Để kêu con bé nó chạy là một anh giờ dẫn đi nghe không? Dẫn bé phải không? Đúng rồi. Nhất trí. Bây giờ em với anh Huy, anh Khang với anh Huy đi. Bây giờ anh Khang với anh Huy cản có gì cản mà lại. Em là em dẫn con bé chạy ra ngoài. Cũng được. Okay. Rồi, bây giờ đi. Đừng cho ba chạy thoát nha. Núp xuống. Đằng em. Đằng em. Nó nhảy. Quá căng thẳng quá cái nhảy. Để gọi cho ai nữa kìa. Để gọi cho đàn em của bạn. Gọi cho ai. Có sao chứ? Gọi cho ai kìa. Kìa thấy không? Không. Đang gọi cho ai vậy? Mày bà đang giữ con bé nữa nè. Ý là mới vừa bắt được con bé mới là gọi điện bây giờ là nói chung ra là nhốt nữa đó. Anh em mình bây giờ tiếp cận gần tới rồi. Bây giờ mình núp dưới rồi, bây giờ mình gom máy gần rồi. Không, mình giờ sao chụp giờ luôn. Chụp luôn đi khoan từ từ nghe anh em, từ nghe rồi đi. Chị các bạn thì bên mình là có bán nước cốt nhào, thì cái này là chị nhức mỏi nè, đau khớp hoặc là mình có bị mập á, mình uống giảm béo được ngay cô chú. Nên là cái chai này thì 350.000 mình ship toàn quốc luôn nha cô chú. Còn bên mình thì cũng có thêm mật ong nguyên chất là 100%, 1 lít là 1 triệu. Thì cô chú anh chị các bạn nào có mua thì cứ liên hệ với chúng em ha. Mà cái đứng lại. Đứng lại. Mệt quá. Có người. Có người trong nhà. Nhà này, bà yên ẩn nấp nè, cái nhà. Đúng rồi, đây nè. Cái này là cái chỗ mà ẩn nấp của ngày hôm qua là giữ con bé Lan nè. Đây nè. Có hai bà chạy vô rồi. Bây giờ là qua cái hàng rào này á là anh em không đuổi theo được, tại vì á qua đó có đàn em bả mà có cái chỗ đứng cao trên kia, có gì thấy không? Đó là có đồ, tại vì bọn buôn người mà. Đúng có sàn nóng nên anh em mình không dám tiếp cận nha quý vị. Là bây giờ anh em mình đang đợi bên mấy anh lực lượng đi qua để mà phối hợp. Kìa anh em. Người nhà đảo tới đảo luôn. Đó. Đúng rồi. Ở trên kìa đó. Ở trên kìa. Chờ anh em. Thì đợi mấy cái đồng bọn mình lại mới mình ập vô được chứ. Đây là cái khu vực phía sau này là bên Campuchia đó. Đó, bên núi bên kia đó. Đúng rồi. Ở đây là gần gặm không à, dễ ẩn náu lắm. Bên đồi bên kia là bên Campuchia. Ngày hôm nay anh em phát hiện chạy ngược tới đây là hai bả chạy đông như đó luôn. Nên anh em không dám la nữa. Bây giờ anh em tính sao? Ê anh em, chó săn kìa. Trời ơi. Kìa. Hãy được cho cái con chó đó phát hiện. Chó đó nó chó săn. Chó săn nó biết. Không thấy luôn. Ai, anh em mình núp kỹ nha. Đó. Tại vì bả mình nó nhìn qua mình kìa. Mình rượt. Mình rượt bả rồi á là bả vô bả báo cho thằng em bả là mình đi kiếm mình đó. Trời ơi, hai mấy con chó săn chết già rồi. Bây giờ làm sao? Hay là bây giờ tối nay anh em mình nằm vùng lại đây đi. Ừ xong được. Chứ bây giờ mình đi ra bà lão bả có gì á mình tìm cách để mình liên lạc được, chứ bây giờ lại cứu con bé mới thêm một đứa nữa là vô tay bả là không xong đâu. Bây giờ mình nằm dùng ở đây đi, canh nhất cử nhất động của bả. Rồi ok, mệt quá trời đó. Bây giờ mình coi vòng đây coi có đàn em nào canh gác ở đây không nha. Anh em coi kỹ nha, núp kỹ vô, tại vì ở đây rất là nhiều đàn em của nó. Trời ơi. Khu vực gần tiếp cận gần bả là có những chú chó săn
canh cửa luôn quý vị. Hứ, cái gì? Nghe bọp bọp. Nghe bọp bọp anh ơi. Coi coi hướng đó có đàn em nó đó không? Đây, coi cho gõ nha. Kìa, cái này, nói nha. Mấy ông chứ tôi thấy tình hình không ổn rồi đó anh em ơi. Không ổn rồi bây giờ vậy nè. Ê, xe kìa. Nó mới chạy nó nghe không? Ờ, nghe, nghe, nghe. Bên phía bên đó có chừng là còn có mấy thằng em nó canh gác nha. Bây giờ anh em mình sao? Giờ anh thấy tình hình này, bây giờ mấy anh em kia điện sao chưa tới nữa. Alo, gọi đi. Alo, con nói tới đâu rồi? Thực tế chưa? Trời ơi, tôi gửi định vị cho ông rồi mà ông nói gì vậy? Lẹ nó vô. Trời ơi trời, bây giờ phát hiện được, đợi mấy ông lâu quá trời dùng xuống mấy tôi dí bạn bây giờ đó đây chết mẹ tôi à. Tới à, núp xuống chết mẹ gì. Chết rồi. Chết này mà chết rồi. Nguy hiểm quá. Ở đây nè, đàn em hình như đàn bảo vàng hay gì đó. Chó, cô chú ơi. Tại phải, giờ, không, phải không? Cái tín hiệu là đàn chó săn kìa. Chết rồi. Chạy. Đó. Chạy bên đây nè, chạy bên hướng đây rồi. Đưa thông báo thông tin rồi, nó đưa đằng em nó tôi đóng. Ê, mình soi vô cái cửa sổ nè. Anh em soi vô cái cửa sổ coi có con bé đó không? Soi vô coi. Kìa, có ai nè, có người nào đâu, đâu đang giảng ở đó kìa. Đây chỗ bà Yên ẩn nấp nè cả nhà. Ở đây rất là khoan vắng luôn nha, cái đường bây giờ đường đi vô nè cả nhà, thống hết mất rồi. Ở đây anh em ở đi qua đây cũng là gọi là cái chỗ mà lạ, chân nước chân gáo luôn. À, cái nhà coi bốn phía này đường núi không à, đó rất là khoan vắng luôn. Ở đây là khu vực mà Tây Ninh gần cửa khẩu luôn á, cái này là bả tóm mấy đứa bé vô đây là không bao giờ ai tìm thấy luôn. Đúng rồi, nhờ hơn hôm qua là mình đi mình gặp được con bé Lan, nó gửi định vị mình mới biết cho mày, mà anh em là cũng âm thầm mà đưa tranh thủ đưa cho con bé nó về dưới, rồi anh em mình coi là quay lại cho đây để xem là tìm cách để mà giải cứu những cái người có nhiều, có con bé nó nói là bả có kêu những cái người mà gọi là không được bình thường ở tâm thần đó. Mệt quá trời luôn rồi. Quá trời đuối. Bây giờ anh em mình thật sự rất là mệt và đói luôn quý vị, tại vì đi từ sáng tới giờ luôn á mới tới. Rồi bây giờ sao? Bây giờ anh em mình tính sao? Bây giờ mình tính gì đó, bây giờ anh em mình ra ngoài đợi bọn mình tới đi để mình săn cho nhiều chứ giờ ba mình nguy hiểm quá. Ừ, không phải bây giờ mình đi lên cái chỗ mà gần nhất cơ quan gì nhất mình trình báo. Đi. Đi. Bước đi chứ mình ở đây không được đâu. Anh em ơi. Đây nè, trong cái khu rừng nè. Cô chú nhìn không? Nó hoang vắng vậy nè. Ê anh em. Có mít kìa, ăn không? Nó bụng quá trời ơi. Trời ơi, ông muốn ăn kẹo đồng hay gì? Ra nó mã cho một viên trong viên luôn hết trơn á. Rồi, bây giờ mình bây giờ, kết thúc đi. À, thôi bây giờ anh em mình đi kết thúc để mình báo cho cơ quan chức năng gần nhất để hỗ trợ anh em mình đấy. Đúng rồi. Qua trời.